cả nhà nha. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người một góc vườn chuối nho nhỏ của nhà mình ở tại thành phố Tampa, Florida của Mỹ. Cha mình trồng được cũng khoảng chừng mười mấy hai chục cây chuối. Và hiện tại thì chuối đang có trái. Như mọi người thấy đây, được một quài nè, chắc khoảng một tháng mấy nữa là có thể ăn rồi đó. Và chuối thì rất là cao, trái đang non nhưng mà khi tới thu hoạch thì lớn lắm luôn. Thật ra ở Florida đó thì khí hậu nắng ấm hầu như là quanh năm, cho nên có thể trồng những cái cây ăn quả của người Việt Nam. Nhưng mà thường á, rất là nhiều gia đình trồng được đủ các loại trái cây như là vải, nhãn, mãng cầu, mít. Nhưng mà chuối trồng lại không ra trái. Trồng cây cũng rất là to, rất là đẹp tướng nhưng lại không ra trái. Cha của mình á, là bắt đầu trồng chuối là khi mà có một cái gia đình người Việt Nam ở gần nhà mình nè, có trồng rất là nhiều cây chuối nhưng trồng hoài không có ra trái. Thì có nhờ cha mình tới đốn dẹp giùm. Thì từ đó cha mới lấy những cây con về và trồng lên thì lại có trái. Mọi người thấy là mình có thể đếm là hiện tại mình có tổng cộng, đây là một hoài, rồi hoài ở sau lưng đó nữa là hai hoài, kế bên là ba hoài, tiếp nữa là bốn hoài, xa xa đằng kia nữa là năm hoài, ở đây là sáu hoài còn non, và ngay chỗ gốc chân mình đây. Mà cha ổng cao rồi ổng trồng cây chuối cũng giống ổng á. Giờ cha ổng đang đốn cây, đang đốn cây chuối này. Cảnh là đang mây chuối, người hai kia đổ nón lá, mình cũng đổ nón lá luôn. Có một trái chín bối rồi đó, có một trái chín cây rồi. Dạ, chặt cái này rồi chặt nó ra. Hay quá. Vừa tới đất luôn. Rồi nó rớt hết mấy trái rồi. Chuối à, cây á, thì cha trồng cho nên nó cao giống cha. Còn chuối nè, trời ơi, quay gần lại đi. Nó mập thù lù mà nó trồng quay à, giống mẹ. Nó vậy nè, vậy có bắt đầu rồi nè. Hả? Này. Ở đây. Bóp cái rồi xong. Trời ơi, quá trời luôn. Cái dao đó hả? Dao đó chặt thịt ngon lắm á. Dao đó chặt thịt, chặt xương ngon lắm. Ngon lắm. Và một vài chuối. Được mấy nãy cha? Trái bự ghê luôn hả? Ồ, trái bự quá trời bự luôn nè. Cái này là 11 mãi. 11 mãi. Ngon lành luôn ha. Đây là một nải chuối được hái từ vườn nhà. Và bây giờ thì cha đang bào chuối này để chiên. Okay, mẹ. Yes. Yeah, thank you guys for patient waiting. So, yep, Quinny, what will happen here is yes, you can pay off the early as right now or today or to the following month or next month. Can have a pretty early payoff amount that's gonna be for the two phones, that's $3.49. Bào nguyên miếng này để mà chiên lên và ăn giòn, thật là giòn. Để trong cái bọc chip lock á, để khoảng chừng ăn cũng được 10 ngày luôn hết cha. Nên còn giòn. Cái gì làm bỏ đi dầu chiên. Cái cha bào đẹp ghê chưa? Lại mấy cái mà cha không bào hết, không thao luôn nè. Một hết nặng một nãy luôn hả cha? Hết nãy luôn. Một nãy vô đây bào đưa liền.
Thì nó còn cứng cứng vậy cho bào dễ, chứ mà nó chín chút nữa khó bào đúng không? Ừ. Chỉ biết cách bào không được. Phải lột để lên ra, lòng bàn tay. Lột ra trượt miếng này nè, cho nó dính. Để bám vô. Nó bám vô nó cắt hết ra chú được thôi. Nếu không để đó cầm không được. Đúng rồi. Bò sát luôn. Bò sát luôn. Rồi xong rồi bột một cái giỏ đó đi. À, đúng rồi. Bây giờ bắt đầu là dầu nè. Mua cho dầu hả? Dầu để chiên. Rồi xong chiên xong phải bỏ vô trong đây để cho có dáng thấm dầu. Tại vì xe này đầu với lại mua là nó cũng xếp tới mà chỉ sắp lên đường đi. Giờ bởi nó lấy địa chỉ mình để xếp qua đó. Mà cha ông chiên sao khéo lắm, chiên giống như là sấy vậy đó, không có bị dính dầu. Này chú này ở chiên lên nó khô rồi, hết thôi là nó khô luôn rồi, không dính dầu. Cái này chứ. Ăn là không có cảm giác bị dầu, không dính dầu là sấy không có chứ. Giống tự sấy, còn của người ta mua chuối miếng tròn tròn đó, xếp chuối đó, nó dính dầu. Nó vừa ấy nó hết cho sâu lên nó. Cái áo này bị dính mũ hết trơn, dính mũ chuối. Áo này hôm đó bị đóng chuối, làm dọn cái chuối. Cái này không có dính dầu cho bào đẹp quá ha. Miếng nào miếng nén dài mà đều. Rồi đi con điểm cái đầu bào đúng không? Rồi cái đầu bào. Bữa nó xếp rồi nó. Đồ bào đó mua bên Việt Nam không nè. Về nhớ nhắc con mua mấy cái đồ bào đó. Được, vậy đẹp thôi. Rồi, giòn luôn nha. Đây, có mấy đồ, cái đồ bào đó bào mua. Đó, cái này xong. Thêm cái mới nữa. Em là cô gái tới cứ chiên, ai bào ai rửa ai làm sẵn ai cắt sẵn em chiên, em chiên để làm video. Đây cái này là chiên xong rồi nè, thấy không hấp dẫn không? Cỡ vậy này được ha. Cái chuối này là giờ nè nó đã chín chín rồi, nó hết chát rồi. Chiên nhà mình lắm. Chiên là phải đều tay, mình phải đứng mình canh, mình lật từng cái như thế này để cho nó vàng đều hai bên và nó đủ giòn, không có bị quá khét. Bào một cái miếng chuối rất là mỏng manh, mảnh khảnh. Quay trở lại coi quá mỏi chân nên bắt ghế ngồi giống như vua để chiên. Cái ai chiên chuối mà sang giống như tôi không thì cha ông đứng không chiên cho mỏi chân luôn, không có bắt ghế ngồi giống như con mà thấy không, bắt ghế lên ngồi là đỡ chân mình lắm chứ. Chiên bao nhiêu đây chuối là rất là lâu, đứng cả tiếng mấy đồng hồ á chứ. À, bây giờ cái này đẹp nè. Đó, đẹp gấp ra. Gấp ra. Cảm được đó. Rồi lên. Trời 13 tháng rồi mới ăn được cái hộp vịt lộn đó chứ. Cái kia upside down đi. Rồi. Thả vô, tiếp tục thả vô. Để lấy cái này ra hết. Xong rồi bỏ cái khác vô. Rồi. Vàng đều hết nè. Chứ phải rỉ rỉ ra mát chứ. Rỉ rỉ ra mát đó. Và đây là thành phẩm đã chiên giòn để nguội và mình bỏ vô trong bọc ni lông này nè. Nghe cái tiếng rột rạc là mình có thể biết là nó rất là giòn luôn. Thì ăn giống như là mình ăn chip khoai tây của Mỹ đó mọi người.
Thực ra là cái chip mà bằng chuối đó, nó ngọt hơn nhiều so với khoai tây. Người khoai tây thì nó ăn hơi lạc lạc, còn người Mỹ thì khi mà người ta sấy khoai tây người ta còn bỏ thêm muối cho nó mặn mặn. Còn chuối này mình chiên như vậy nè, nó vừa chín tới là mình chiên nó vừa giòn vừa ngọt, không cần phải bỏ gì thêm hết. Cái này là ăn rồi là ghiền luôn nha, ăn rất là ngon, rất là ghiền. Có thể nói là một mình mà một buổi tối mình ăn hết một bịch như vậy luôn nè, đó là đủ biết cái độ ghiền như thế nào. Càng ăn càng nhây, càng nhây càng hao. Ra đứng chiên mấy cái bịch này là mất mấy tiếng đồng hồ đó. Ok. Nếu mà quý vị nào mà có nhiều chuối mà không biết làm gì thì mình nên làm như thế này để chia cho chị em bạn bè họ hàng cùng ăn. Chứ thực ra mà chuối xiêm mà mình để chín rồi mình ăn cũng ngán lắm. Rồi chào tạm biệt mọi người nha.